Trận đại chiến giữa Việt Nam và Thái Lan thuộc bảng G vòng loại World Cup 2022 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 trên sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên Infonet, tại các khắp nẻo đường Hà Nội, hàng nghìn người đã ra đường hướng về sân vận động Mỹ Đình để cổ vũ đội tuyển từ rất sớm. Cờ đỏ sao vàng khắp phố phường Hà Nội. Đây là trận đấu vô cùng hấp dẫn, kịch tính và hứa hẹn căng thẳng bởi tính chất của trận đấu cũng như truyền thống đối đầu giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan luôn trong tư thế là kình địch của nhau. Những chiếc ô tô dán cờ đỏ sao vàng cùng nhiều băng rôn cổ vũ đội tuyển quốc gia. Các cổ động viên vừa đi vừa hò hét, đánh trống hô to khẩu hiệu Việt Nam vô địch. Các cổ động viên hừng hực khí thế, tạo ra không khí sôi động cho các tuyến phố khi đoàn đi qua. Hình ảnh huấn luyện viên Park Hang-seo và bầu Đức được người hâm mộ bóng đá thể hiện lòng ngưỡng mộ. Cờ Việt Nam và Hàn Quốc trên khắp các phố phường thủ đô. Trận đấu sẽ thu hút rất đông khán giả tới sân Mỹ Đình, hơn 4 vạn khán giả trong sân và hàng trăm ngàn cổ động viên bên ngoài, cổ vũ cho đội tuyển. Do vậy, Bộ Tài chính khuyến cáo khán giả nên sắp xếp thời gian đến sân trước giờ bóng lăn sớm nhất có thể để tránh ùn tắc cục bộ và được phục vụ tốt nhất.